Đồng bộ tất cả hệ thống LED RGB trong setup của bạn, từ mainboard cho tới RAM, chuột, bàn phím, quạt, nói chung là cái gì có LED trong setup của bạn mà điều chỉnh được thì đều có thể đồng bộ với chiếc hub này. Và đây là hub All-in-One V3 tới từ nhà Ambino. Chi tiết thì mời các bạn cùng mình bắt đầu để tìm hiểu nhé. Mình là Công, tới từ Review OS. Chiếc hub All-in-One V3 có chiếc giá cũng khá là dễ tiếp cận, và nếu như bạn nào quan tâm thì đường link chi tiết Công sẽ để ở phần mô tả để các bạn tiện tham khảo nhé. Trước khi chúng ta bắt đầu lắp hub vào cũng như là mình thay thế toàn bộ cái dàn fan ở bên trong của mình thì mình sẽ phải vệ sinh em này đã. Cái chiếc PC cổ của mình có vẻ nó hơi bẩn rồi. Nào, bắt đầu thôi. Trông nó hơi lanh tanh bành một tí anh em ạ. Đây, đấy, chiến trường của mình, tháo chỗ này lắp chỗ kia, hy vọng là mình có thể là gắn vào được. Còn đây là chiếc fan mới của mình. Đây là fan tới từ Ambino. Và chúng ta sẽ có này, vòng LED ở ngoài này, quạt này cũng là LED luôn, rất là đẹp. Đấy, bây giờ thì bóc siêu ra. Ok chưa anh em? Bây giờ mình nói sơ một chút là mình sẽ có 1, 2, 3 quạt lắp vào đây. Và một quạt nữa lắp vào phía sau của máy. Tổng cộng là mình sẽ có tất cả là 4 cái fan của Ambino lắp vào. Và ok, bây giờ thì chúng ta cùng em yêu khoa học tiếp thôi. Nhá hàng trước cho anh em, đây là mình đã set up xong cái phần fan của chúng ta rồi. Đây mình có 3 fan ở phía trước, 1 fan ở phía sau, đẹp đúng không? Đây là LED dual ring nên các bạn đổi được màu ở hai thứ riêng biệt. Một là vòng ngoài của chúng ta và hai là cái fan ở bên trong, chỉnh màu sắc riêng biệt được luôn. Ai mà thích cá tính kiểu gì, hiệu ứng ra sao đều ok hết. Hiện tại là mình đã cắm 4 cái quạt của chúng ta vào trong cái hub đi theo rồi này. Và khi các bạn muốn điều khiển cái hub này, chúng ta sẽ có một cọng dây USB như thế này để bạn cắm sang hub All-in-One. Và từ đó dùng hub All-in-One này để điều khiển chiếc hub này của chúng ta luôn. Còn nếu như bạn nào không hub All-in-One thì chúng ta có thể sử dụng cái dây USB 9 pin ở đây. Để mình cho các bạn nhiều dây quá, sorry anh em. Đây đây đây, USB của chúng ta đây. Cái dây này các bạn cắm trực tiếp lên main là bạn có thể sử dụng phần mềm và dùng mình cái hub này thôi để điều khiển được rồi. Nhưng bởi vì là mình có cái All-in-One này nên là mình cắm sang luôn. Sau 7749 bước, mình cứ tưởng rằng chỉ mất 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà thực tế nó lên tới là hơn 1 ngày các bạn thì mình mới set up xong cái này. Không phải là bởi vì đồ của nhà Ambino khó dùng, mà bởi vì cái PC của mình nó cũ. Mình vệ sinh mất hơn nửa ngày trời, sau đó là mình phải làm lại bộ dây, nó lại tiêu tốn của mình thêm mất 1 buổi nữa. Ôi thôi, gần 1 ngày trời của mình ra đi luôn. Nhưng mà dù sao mình cũng đã xong rồi. Quạt đã lắp này, phần mềm đã cài, thay luôn hệ thống dây nguồn CPU, GPU thành những chiếc dây LED vô cùng đẹp. Và mời anh em cùng chiêm ngưỡng thành quả của mình nhá. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi vào review chi tiết để xem là chiếc hub All-in-One V3 tới từ nhà Ambino có thể làm được gì nào. Ngoại hình bên ngoài của hub thì khá là nhỏ gọn, không chiếm nhiều diện tích ở trong PC. Các khu vực cổng cắm được bố trí xung quanh khá hợp lý, dễ dàng cắm và đi dây. Chiếc hub này còn hay ở chỗ ấy, nó sẽ dính vào cây của bạn bằng nam châm. Đấy, ngon không? Anh em di chuyển vị trí, ten ten ten, thoải mái luôn. Không sợ là mỗi lần bóc ra bóc vào nó lại phải có ốc vít hay là để lại những cái vệt băng dính ở phía dưới, đúng không? Đây là một điểm mình thấy rất là tiện lợi ở trên hub của Ambino. Điểm trừ là mình thấy hút chưa quá chặt, chỉ cần một cọng dây bị kéo xuống là có thể làm xê dịch nhẹ vị trí của cả hub. So với phiên bản V2 thì ở trên hub All-in-One V3 mình thấy có một cải tiến khá hữu ích. Đó là chúng ta sẽ có sự kết hợp giữa cọng dây nguồn và dây data vào thành một cọng như thế này. Đấy, các bạn sẽ có cọng dây nguồn thì vẫn cắm vào SATA power ở trên nguồn này. Còn về cọng dây data của chúng ta lúc này nó vẫn cắm vào trên mainboard. Nhưng cả hai gộp lại chỉ còn một rách cắm thế này. Và bạn chỉ cần đơn giản cắm đúng một phát vào hub thôi. Đỡ sợ phải cắm nhầm, đỡ sợ phải tìm này tìm kia. Thì đây là cái mà mình thấy được sự thay đổi so với hub V2. Hiện tại thì Công đang tháo hub ra ngoài để anh em có thể nhìn được cận cảnh hơn. Đây là mặt sau, còn đây là mặt trước của chúng ta. Tổng cộng là sẽ có 6 cổng để kết nối với LED ARGB, 3 cổng USB hub để cắm cùng với những thiết bị khác của nhà Ambino, 1 cổng PCI card, 1 cổng LED 12V 4 chân.
Mình sẽ nói kỹ hơn về mặt chức năng để các bạn có thể thấy được chiếc hub này đa năng như thế nào. Cổng USB hub chính là cổng để thay thế cho cổng USB ở trên mainboard. Trên mainboard thì vốn chỉ có từ 1 tới 2 cổng này, nên việc cắm đồng thời nhiều hub khác nhau là không thể. Còn từ giờ thì nhờ có cổng chia, chúng ta có thể kết nối thêm tới 3 hub khác ở trong hệ sinh thái của nhà Ambino. Ví dụ thực tế luôn với setup của mình là mình đang kết nối với lại hub fan và hub này điều khiển được 10 quạt cùng một lúc luôn. Còn về cổng PCI card ở đây sẽ sử dụng để mở thêm tới 4 cổng USB ở trên PC của bạn. Với 4 cổng mở rộng này thì bạn có thể cắm chuột, bàn phím hay cắm cả những hệ thống LED màn hình và đầu USB thì cũng được luôn. Lưu ý cho mình một chút là các bạn không nhất thiết phải cắm chuột, bàn phím vào 4 cổng USB này để điều khiển LED đâu. Anh em cắm vào bất kỳ cổng nào ở trên PC cũng được. Phần mềm sẽ tự động quét ra có chuột có bàn phím mới được cắm vào và sau đó cho phép bạn tùy chỉnh LED nếu như được hỗ trợ. Phụ kiện đi theo của chúng ta sẽ còn 3 dây chuyển, một dây để kết nối với LED 12V sẽ có 4 chân. Hai dây còn lại sẽ đi theo header 3 chân để các bạn có thể kết nối với LED ARGB 5V. Anh em thấy Ambino tâm lý chưa ạ? Mua một chiếc hub về mà các bạn muốn điều khiển LED dán bàn, LED dán trong cây rồi là LED ARGB 12V thì cũng đều được hết. Ngoài ra thì chiếc hub All-in-1 V3 cũng hỗ trợ điều khiển LED của cả mainboard, tản RAM và tản CPU nữa. Các bạn chỉ cần cắm hub vào là phần mềm Ambino Adri Line sẽ tự quét và nhận diện các LED có thể điều chỉnh được. Hơi tiếc anh em ạ, cái mainboard của mình cũ quá nên là chưa có chỉnh được. Nhưng bàn phím Tab Gaming K1 và chuột Tab Gaming M3 của mình đều được hỗ trợ hết nha, đồng bộ và tinh chỉnh mượt mà trong app. Nãy giờ các bạn đã nghe mình nhắc khá là nhiều về Adri Line thì đây chính là chiếc app sử dụng để điều khiển của nhà Ambino và hãy cùng mình chuyển qua phần app nhá. Hiện tại chúng ta đang ở trong giao diện chính của phần mềm Adri Line và chỉ cần các bạn bật phần mềm lên sẽ tự động nhận diện luôn là có những thiết bị nào được cắm vào trong máy của mình. Có Ambino Fan Hub này, có Ambino Hub V3, rồi là có cả bàn phím có chuột của mình. À mà ở đây thì bàn phím với chuột nó hiển thị hơi sai một tí nhưng mà vẫn có thể kết nối và điều chỉnh được các bạn nhá. Anh em tạm thời bỏ qua cho mình cái vấn đề về tên. Bây giờ mình vào chiếc Fan Hub này. Thì ở trong này mình sẽ quản lý toàn bộ hệ thống đèn của mình với quạt. Ví dụ mình muốn chỉnh quạt này thì mình chỉ cần bấm vào. Đấy, mình muốn chỉnh quạt nào mình bấm vào quạt đó. Còn nếu như mình muốn chỉnh đồng thời tất cả quạt với nhau thì mình sẽ bôi tất cả lại với nhau như kiểu là lựa chọn ấy, select như thế này. Sau đó mình chọn group. Lúc này sẽ group đồng thời cả 4 quạt với nhau luôn. Và mình điều chỉnh thử để các bạn xem này. Ví dụ mình chỉnh sang cái màu có màu đỏ ở đầu đi. Đó, anh em thấy không? Thay đổi toàn bộ nhá. Chỉnh sang màu xanh này. Nhanh không? Đồng bộ được nhờ. Ở phía dưới này các bạn sẽ có chỉnh được cả chiều chạy của chúng ta là gì, dưới lên phải trái như thế nào, hay là chỉnh tốc độ chạy ở phía bên này. Nói chung là mình thấy phần mềm hỗ trợ đầy đủ lắm. Hay là mình có nói với các bạn đây là dual ring, có nghĩa là chỉnh được riêng LED trong LED ngoài. Thì để mình chỉnh thử cho anh em xem luôn nhá. Đầu tiên là mình ungroup đi. Sau đó mình chọn một chiếc quạt thôi, ví dụ mình chọn quạt này đi. Và bây giờ thì mình sẽ lựa chọn màu sắc là static color. Sau đó mình chỉnh vòng trong thành màu xanh. Rồi ok, vòng trong là màu xanh. Tiếp tục mình chỉnh tới vòng ngoài của chúng ta. Bấm vào vòng ngoài này. Mình lại chọn static color tiếp để cho dễ nhìn. Chọn màu vàng xem. Đó, như vậy là mình đã có một vàng, một xanh. Và chỉ có mỗi cái quạt này của mình thôi các bạn nhá. Chứ còn không phải tất cả quạt của mình là điều chỉnh đâu. Ở trên phần mềm này còn nhiều cái tùy chỉnh sâu mà mình thấy rằng khá là thú vị. Ví dụ như trong phần map của chúng ta ở đây. Khi bấm vào này thì bạn có thể nhìn được cơ bản cái sơ đồ LED của mình đang như thế nào. Ví dụ của mình ấy, thì mình có chia ra này, một đèn ở phía đằng sau này, hay là mình có 3 đèn đằng trước. Và để phân biệt được khi bạn bấm vào đèn nào thì đèn đó sáng lên. Anh em để ý cho mình cái phần màu xanh không? Đấy, dưới cùng, ok chưa? Và đây cũng là một cái phần tùy chỉnh khá là sâu cho từng LED. Ví dụ như mình muốn chỉnh cái LED này chẳng hạn thì mình có thể là bấm vào đây. Sau đó là mình chọn phần ID Setup để mình chỉnh lại thứ tự LED. Thứ tự LED cần tùy chỉnh khi nào? Đó là khi các bạn lắp cái quạt này mà không đúng với thứ tự nhà sản xuất đưa ra thì cái vòng LED nó sẽ bị lệch. Đấy thì các bạn chỉ cần chỉnh cho mình ở trong phần LED setup là xong. Chúng ta không cần phải tháo quạt ra lắp lại. Mấy cái này thì nó hơi bị chi tiết quá. Mình sợ rằng là làm kỹ sẽ dài video. Thì nếu như bạn nào quan tâm có thể để comment ở phần bình luận. Mình sẽ làm riêng một video chia sẻ với anh em. Và có một điều cũng phải chia sẻ thật với các bạn là mình thấy rằng Ambino hỗ trợ kỹ thuật rất là tốt. Khi nào các bạn gặp vấn đề về cái app này hay là với những sản phẩm, anh em chỉ cần alo cho Ambino Việt Nam là ok. Ở trong app Adri Line thì có một tính năng sẽ dành cho ai mà lười giống như mình, không muốn phải tùy chỉnh từng cái một, muốn bấm một phát thay đổi luôn. Đó là phần Lighting Profile ở phía dưới. Ví dụ mình chọn phần Autumn Leaf. Anh em thấy đổi màu chưa? Tiếp tục này, mình sẽ chọn phần Gamma Green. Đấy, nó lại đẹp ngay. Neon Whip chẳng hạn. Hay là mình muốn One Summer Day. Rồi là bạn thích ánh trăng thì mình có Moonlight. Những cái phần hiệu ứng ánh sáng này có rất là nhiều và bạn có thể tải về ở trong cửa hàng nhá. Đây, cửa hàng của chúng ta, thư viện Adri Line Store. Trong cái phần lighting này, bạn bấm vào này. Sau khi chọn vào đây rồi sẽ có rất nhiều hiệu ứng và các bạn chỉ cần đơn giản muốn lấy cái nào thì bấm nút get này là xong, hoàn toàn miễn phí ở trên thư viện này cho bạn. Hay là có một phần nữa cũng muốn chỉ các bạn, đó là phần device.
Ở trong phần device này thì sẽ có sẵn những thiết bị mà đã được tối ưu dành cho A3 Lite. Nếu như các bạn đang có những thiết bị này, các bạn chỉ cần đơn giản bấm get để chúng ta tải về. Sau đó là ở trong phần thiết lập thiết bị, các bạn chọn đúng cho mình là xong. Toàn bộ mọi thiết lập cơ bản thiết bị như là led thế nào, điều chỉnh ra sao sẽ đều có sẵn hết và bạn không cần phải chỉnh lại nữa. Mình cũng đang nhờ A3 Lite làm giúp cho mình con chuột với cái bàn phím này mà không biết là xong chưa. Thì nếu như mà có thể xong sớm thì mình gửi tới các bạn sau nhé. Như vậy là Công đã cùng các bạn đi xong một vòng phần mềm A3 Lite, rất nhiều tính năng hữu ích đúng không? Và cái việc sử dụng phần mềm này mình thấy nó cũng khá là dễ, không khó khăn gì cả. Còn về chiếc hub All-in-One của chúng ta thì việc sử dụng mình thấy cũng không khó, chỉ cần click một phát ở trên phần mềm là bạn đã tùy chỉnh được mọi thứ rồi. Ở trên chiếc hub này có đủ mọi thứ mà những bạn nào là hệ đèn LED không thể bỏ qua. Và các bạn thấy sao về em hub này thì nhớ để ý kiến ở phần bình luận cho mình cùng biết nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.